Như vậy là AMD đã gần như công bố đầy đủ tất cả những sản phẩm tốt nhất của họ trong năm 2019 này với tổng cộng 8 chiếc CPU trải dài từ Ryzen 3 đến Ryzen 9. Và nhờ những thông số rất là hấp dẫn thì không chỉ có người dùng Việt Nam mà tất cả những người dùng trên thế giới đều đang ngóng chờ từng ngày đến thời điểm 7 tháng 7 để có thể trên tay những chiếc Ryzen 3000 đầu tiên. Và cũng lâu rồi thị trường mới trở nên sôi động như vậy. Và cũng nhân dịp này thì mình cũng chọn ra 3 cái tên mà mình cho là đáng chú ý và đáng được phân tích nhất để cùng các bạn bàn luận. Đầu tiên hãy nói về Ryzen 9 3950X. Đây là bộ vi xử lý đầu bảng dành cho thị trường máy tính phổ thông của AMD trong năm 2019 này và được chính tiến sĩ Lee Sasu nói rằng là được đặc chế dành cho game thủ. Nó được sản xuất dựa trên tiến trình 7 nanomet của TSMC, TDP 105W, 16 nhân, 32 luồng xử lý với mức xung cơ bản là 3.5GHz và khi boot lên đạt 4.7GHz. Bộ nhớ đệm 72MB, giá bán lẻ dự kiến chỉ khoảng 749 đô. Khi được công bố thì chiếc CPU này đã khiến những ai đang có kế hoạch mua i9-9980XE phải suy nghĩ lại bởi thông số trên giấy tờ của nó là quá đỉnh. Tính sơ bộ với gần 2.000 đô chỉ để mua chiếc CPU của Intel. Nếu là một cú đổi phe ngoạn mục thì cũng với số tiền đó bạn có thể chi trả cho một chiếc Ryzen 9 3950X, một chiếc bo mạch chủ X570 loại tốt, một kit RAM 32GB và một chiếc Vega đủ xài. Phân tích thêm thì mức rung mặc định mà AMD công bố dành cho Ryzen 9 3950X vẫn chưa phải là giới hạn của nó. Khi nếu mà những linh kiện đi kèm như kiểu bo mạch chủ, bộ tản nhiệt hay là bộ nguồn đủ tốt, cộng thêm một chút liều lĩnh thì các bạn hoàn toàn có thể đẩy chiếc CPU lên một giới hạn mới mà với những tiền bối Ryzen trước gần như không thể làm được. Đó là mức rung 5.0GHz ở tất cả các nhân và giữ ở đó để chạy thường nhật. Tại sao con số này lại có ý nghĩa lớn như vậy? Bởi nó là cột mốc mà khi đạt được thì chiếc CPU của bạn sẽ đủ khả năng giải quyết toàn bộ yêu cầu dù là chơi game hay làm việc ở đẳng cấp cao nhất. Phần nào đấy giúp tăng sự tự tin của bạn lên rất nhiều, nhất là với những ai có thói quen nâng cấp cả màn hình đều đặn qua từng năm. Và ngay cả với những bạn muốn ăn chắc mặc bền thì sức mạnh mà mức xung này mang lại cũng sẽ giúp hệ thống của các bạn có thể trụ vững được trong khoảng thời gian dài mà không phải tái đầu tư qua lại, gây lãng phí tiền bạc và thời gian. Trên lý thuyết thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các bo mạch chủ X470 để chạy kèm với Ryzen 9 3950X. Nhưng mình khuyên các bạn không nên làm như vậy bởi mức TDP của chiếc CPU này là 105W. Mặc dù thật ra TDP chỉ là thông số nhằm giúp các bạn chọn tản nhiệt phù hợp cho CPU thôi, nhưng nó cũng là một cột mốc để chúng ta dựa vào đó mà tham khảo lượng điện tiêu thụ thật sự của CPU, thông thường sẽ cao hơn một khoảng đáng kể. Cái tên tiếp theo mà chúng ta nhắc đến chính là Ryzen 7 3700X. Đây là một bộ vi xử lý có 8 x 16 luồng, mức xung cơ bản là 3.6GHz và khi boot lên là đạt 4.4GHz. Bộ nhớ đệm 36MB và TDP là chỉ khoảng 65W. Thông số này khi được công bố đã là chủ đề bàn tán của nhiều người khi có ý kiến cho rằng là AMD đã gặp lỗi đánh máy. Hay ly kỳ hơn là có người còn đặt giả thuyết rằng là hãng lại tung hỏa mù để đánh lừa người tiêu dùng thêm một lần nữa, giống như những gì đã lộ ra trước thềm Computex 2019. Nhưng theo mình nghĩ thì đây là một thông tin xác thực, không có chiêu trò gì cả. Bởi nếu là lỗi đánh máy thì người thuyết trình hôm đó là Dr. Lee Sasu đã phải cải chính ngay. Uy tín của một thông tin lớn không phải là trò đùa, nhất là trong bối cảnh một cuộc triển lãm uy tín như thế. Hơn nữa nếu thật sự họ muốn đùa thì cũng không có thiếu gì cách để làm, không nhất thiết phải ra mặt lỗ liễu như vậy. Hãy xét tiếp đến một khía cạnh khác. Có nhiều bạn hỏi là Ryzen 7 3700X có thông số về số nhân và số xung nhịp khá là tốt nhưng mà TDP chỉ khoảng 65W thôi thì có phải là một bước nhảy vọt của AMD hay không? Thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn một số điểm để các bạn tự đánh giá. Đầu tiên đấy là nhiều người đang bị hậu tố X trong cái tên 3700X đánh lạc hướng khi nghĩ đây sẽ là sản phẩm thay thế cho 2700X. 2700X thì các bạn đã biết rồi, đó là một trong những chiếc CPU tốt nhất trong năm 2018 với hiệu năng ổn, khả năng ép xung cũng khủng khi đi kèm với những bo mạch chủ phù hợp. Và đặc biệt nó đã từng là flagship trong dòng Ryzen của AMD. Nhưng khi nhìn kỹ vào thông số kỹ thuật thì ta có thể nhận ra là 3700X là hậu bối của một chiếc CPU kém nổi tiếng hơn rất nhiều, đó là chiếc Ryzen 7 2700X. Và do con 2700 này không quá phổ biến cũng như số lượng bán ra của nó cũng khá thấp nên mình sẽ cung cấp thêm thông tin về định hướng thiết kế của nó. Thực tế Ryzen 7 2700 là Ryzen 5 2600 được thêm vào 2 nhân và 4 luồng. Nó hướng đến những nhà sáng tạo nội dung muốn có một chiếc máy đủ tốt để chạy nhưng mức tiền đầu tư bỏ ra phải thấp, đồng thời chi phí vận hành cũng không được quá cao. Thế nên trong bối cảnh phải thêm nhân, thêm luồng nhưng vẫn phải duy trì mức TDP lý tưởng là 65W giống như 2600 thì mức xung cơ bản của 2700 đã phải giảm xuống chỉ còn 3.2GHz so với 3.6GHz trên 2600. Mức xung boost tuy cao hơn, theo công bố là 4.1GHz nhưng khi dùng thực tế, kể cả khi kết hợp với những bo mạch chủ loại xịn thì 2700 vẫn khó đạt đến mức này ở tất cả các nhân. Một vấn đề nữa của 2700 là lúc phải chạy tác vụ nặng, khi 2 nhân 4 luồng được thêm vào bắt buộc phải hoạt động thì xung nhịp của 6 nhân chính còn lại sẽ tự động giảm. Điều này không có gì ngạc nhiên bởi để có thông số kỹ thuật ấn tượng mà vẫn duy trì lượng nhiệt tỏa ra thấp, giảm xung là giải pháp duy nhất, dễ dàng nhất mà các nhà sản xuất hay áp dụng. Có thể đối với nhà sáng tạo nội dung thì không thấy sự ảnh hưởng quá lớn, chứ riêng đối với game thủ, đối tượng khách hàng mà trải nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào mức xung đơn nhân thì việc CPU lúc chạy nặng tự giảm xung sẽ là một cái trải nghiệm gì đấy không vui vẻ cho lắm.
Ok, từ những điều trên thì mình đoán là chiếc 3700X với tư cách là sản phẩm kế nhiệm của 2700 thì nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động theo nguyên lý ấy thôi. Thế nên là năm nay nếu bạn nào muốn mua máy về để chơi game thì mình khuyên các bạn nên lên hẳn 3800X, không thì xuống hẳn Ryzen 3600. Như thế vẫn là ổn hơn và phần nào đấy cho các bạn trải nghiệm vừa đủ. Còn đối với chiếc Ryzen 7 3700X thì nó sẽ dành cho những bạn nào muốn cái chiếc máy cấu hình cao, vừa đủ để làm việc nhưng chi phí bỏ ra ban đầu rẻ và tiết kiệm chi phí vận hành. Sau cùng nhưng không phải là cuối cùng, Ryzen 5 3600 bản 0X, phiên bản giá vừa phải và là chủ hiệu đang trên giá thành trong lần ra mắt sản phẩm mới này của AMD. Chỉ với $199, bạn đã có một chiếc CPU 6x12 luồng mang trong mình đầy đủ những công nghệ mới nhất trong năm nay, cùng với mức xung cơ bản là 3.6GHz khi boot lên đạt 4.2GHz và bộ nhớ đệm khủng lên tới 36MB. Và đặc biệt hơn cả, Ryzen 5 3600 không hề kén main. Nó chạy tốt trên những bom mạch chủ B450 đời cũ. Các bạn chỉ cần cập nhật BIOS lên phiên bản mới nhất là được. Thao tác cũng rất đơn giản và không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu muốn chắc chắn thì khi chọn nâng cấp lên chiếc CPU này, các bạn có thể mang bom mạch chủ đến showroom mới nhất của Hà Nội Router để bọn mình update dùng BIOS cũng được. Nếu dựa vào những gì AMD đã công bố trong những cuộc triển lãm lớn gần đây như Computex 2023 thì chúng ta có thể khẳng định rằng là những CPU phổ thông đời mới của họ đã có hiệu năng đơn nhân và đa nhân tốt hơn rất nhiều so với thế hệ cũ. Và điểm đặc biệt đang nói ở đây là họ đã vượt qua được những sản phẩm tương tự hiện tại của Intel, mặc dù đôi khi là không rõ rệt. Nhưng mà dù gì thì đây vẫn là một sự cố gắng rất lớn của AMD. Và nếu như mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch thì họ xứng đáng nhận được những lời khen của cộng đồng người dùng máy tính, bởi vì đã trở lại mạnh mẽ và tái lập thế đối đầu sòng phẳng với Intel, khiến cho nhiều thứ trở về đúng với giá trị của nó. Về cá nhân thì mình nghĩ là loạt CPU mới này dĩ nhiên sẽ giúp AMD kéo thêm được một số lượng người dùng về với mình, bởi họ có đến tận 6 tháng càn quét thị trường trước khi Intel bày bán chính thức những sản phẩm mới. Nhưng dù gì thì về bức tranh tổng thể sẽ không có sự thay đổi nhiều. Bởi thật sự là khi tự tin cao độ, AMD cũng chỉ dám đem những CPU đang có hiện tại của Intel ra để so sánh mà thôi. Và ngay cả những CPU mạnh nhất của họ cũng chỉ hơn đối thủ từ 1-2% trong bài kiểm tra hiệu năng đơn nhân Cinebench. Nên nhớ rằng là Intel vẫn còn con bài tẩy sẽ được cho ra mắt vào cuối năm nay. Và chúng là những CPU mới được xây dựng trên kiến trúc mới, tiến trình mới và nhiều khả năng mức chênh lệch hiệu năng 20% trong game lẫn làm việc sẽ lại được Intel tái lập. Dù gì chúng ta vẫn phải chờ đến cuối năm khi các sản phẩm này có mặt đầy đủ ở Việt Nam thì mới biết ai là người chiến thắng sau cùng. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài tổng hợp thông tin về những chiếc Ryzen đời mới đáng chú ý nhất trong thời gian vừa rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn có ý kiến gì về những sản phẩm mới của AMD? Và nếu mua thì các bạn sẽ chọn chiếc CPU nào? Hãy để lại cho mình ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.